Đấy, nó thờ phụ cuộc của em. Thờ đây là công cuộc đầu tàu. Ngon thế. Làm trong cùng bên Trung Quốc 12 năm. 13 năm. Ở Trung Quốc quê đấy. Thở nước ngoài đang hoang. Điều luyện nữa. Mấy lấy máy điện cho mình xe xuống cơm lên. Rồi à, tay vào chân đi, con tay vào chân đi. Quét cho nó bé mà rồi. Con bé nó quét cái sân lại đây, nó trà chiếu rồi. Cái sân nó trà chiếu đi, con bé nó quét sân đi. Quân con bé to thôi chứ. Con bé thì cơm gia đình thì phục vụ rồi, công việc thì lớn, rất là. Con được gia đình thì làm hết rồi chứ. Một qua biết luôn cái tô đồ thật rõ là những cái trong mã trong bụi rồi, nó mơ mải rồi. Nhớ là biết vẫn biết cho gì để làm được có đó. Luôn bụng đổ tiếp bổ đây chứ. Lúc đi mua ruốc rồi mua ớt, mua chanh gì rồi đang lên bếp. Đó lấy chồng một cái đó. Lấy chồng một cái đó. Mua chanh rồi đánh ruốc. Nước mới lọc thì hỏi hắn tao rồi tao cái rồi lâu chưa có nấu nước đúng không mình đây là quanh năm ngày thẳng lên nước đá. Chào bà con nhá. Con chưa con cho bùng con téo vợ đấy. Chào bà con nhá. Wow, đưa tiền vào chuột đây rồi. Đi, không phải đua mới quét thân trải chiếu mà rinh đồ ra đi. Không, nó mua lại rút lại trái như thế rồi bỏ mất rồi. Vẫn đang nghe mùi khắm khắm. Kiếp. Lo gì đã ăn luôn mà kỳ cho nó kỳ tí này. Chiều để chủ nhà làm. Chiều đi chặt ít cây tán bên đó kiểm một công việc. Công việc gì? Tôi đi vô đâm lũ rồi, trong. Dự cơm hố rồi tay cơm. Chờ ăn từng một chiều. Đó, hay thịt chó để chiều mổ ga. Buổi chiều thì sóng sớm quá hay. Sóng sớm thì uống rượu sớm.
Mồi vẫn còn đi. Mồi còn. Mồi nguyên.